Hai bên đường đi vào thăm quê bác Mình đặt kìa. mình lấy đi mình tưởng nó Bán sợ mất mất mình nhiều. cả trước tại nhà ông hay sao Hello. kìa. Rồi, hello. ok. Ở đây đẹp quá ha. Ở Sau đây Việt là Kiều Mỹ. ở đây là gì? Đây Nam nhà, Đàn làng đó. sen, làng sen quê Ở đây bác. làng sen. Đang vào nhà quê Đây. bác này. Ở đây làng Đang đưa sen. trên đường tiến tới nhà của bác. Đúng rồi. Quang cảnh xung quanh thì là tiên cảnh. Đẹp lắm ha. Thấy sao? Mát, gió mát quá Ok. ha. Đấy thì Ở đây. nhà nước xây dựng để làm cái khu du lịch nghỉ dưỡng Oh, tham quan tham cho quan. đồng bào. Đúng không? Đây lối vào, đây vào Vừa vào. là làm khu kỷ niệm Đúng rồi. quê bác, vừa là một khu du lịch điểm nhấn của Nam Đàn và thu hút rất là nhiều khách, nhiều đồng bào, nhiều kiều bào ở khắp hành tinh Rồi. đi về thăm quê bác. Trong đời ai cũng ao ước một lần được về thăm quê hương Bác Hồ. Chú này, Hả? chú cầm. Chú thấy chú sống ở Mỹ 40 năm rồi. Chú thấy về thăm quê bác thấy vinh dự và tự hào không? À, nói một cách khác hơn nữa, mình rất là tự hào và mình rất là xúc động, là bởi vì hiếm có một người Việt nào ở nước ngoài mà về đây mà được tới đây. Có nghĩa là vậy, ta không có điều kiện, hoặc là người ta không biết, hoặc là ta thời gian thở quá ngắn, cho nên vì cái đó họ chưa bao giờ tới đây. Mặc dù rất nhiều người kiều bào yêu nước trên toàn thế giới, nhưng mà họ muốn vào đây nhiều khi họ cũng không có đủ điều kiện để vào. Điều kiện ở đây có nghĩa là không phải vì vật chất mà không đủ thời gian, người ta không ở lâu được, các cái đủ thứ, và kể cả người trong nước, người Việt Nam cũng chưa chắc ra đây được nữa. Có nghĩa là người ta vẫn bời bộn công chuyện và rất hiếm người gặp ra ngoài đây. Mình được theo chân của con về đây thăm quê con, xong sẽ được dịp đây bắt rất là vui và rất là hạnh phúc. Nói với con gì đó Một thì câu con hỏi mới con nói thấy. nữa là con nói thế này này. Câu hỏi là chú đã sống 40 năm ở Mỹ, thấy cuộc sống mình đi thăm bác nhưng mà thấy cuộc sống quê hương và người dân Việt Nam thì chú thấy người dân sống có sung sướng không? Thoải mái không? Nói một cách khác là người dân á, mình không nói, mình nói từ bữa mà mình qua đây để thăm, nói chung là nó riêng về vấn đề nghệ nghệ nghệ, nghệ tỉnh, không Dạ nghe tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Nghệ An. Hà Tĩnh Nghệ An, hầu như người dân từ một cái vùng quê mà hầu như gọi là nghèo nhất Việt Nam mà bây giờ họ sung sướng vô cùng. Thì ngày hôm qua mình cũng đã làm mấy cái clip đó, họ toàn là xây nhà gỗ và thức ăn gia súc gia cầm, nhà nào cũng có xe. Cái điều nó nói lên cái gì? Họ rất là hạnh phúc và họ rất là giàu có, nó thẳng là như vậy. Nó thẳng là như vậy, thành ra mình cũng không bàn cãi về cái chuyện đó, bởi vì cái chuyện đó hình như là tất ai cũng biết, người dân Hà Tĩnh họ tự hào điều đó mà. Cho nên việc Hôm đó mình không bàn qua cãi. là chú nói là tao về mấy ngày mà tao đi tìm một ngôi nhà tranh mà không có thấy. Thì đúng rồi, từ sáng giờ tao đi kiếm nồi tranh để về, tao mưa tao móc mà tao móc hoài không ra. Nhưng mà Còn giờ vào đây thì có nhà tranh. được rồi, từ từ ha. Đây, Ok, tìm mấy rồi. ngày là mới có nhà tranh, là nơi mà nhà nước vẫn lưu giữ lại những cái kỷ niệm ngày xưa, thời mà đất nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, phong kiến đô hộ đó. Rồi. Thực dân Pháp đô hộ thì quê ta vẫn là những mái lá nhà tranh. Đúng rồi. Thì hiện tại bây giờ đấy á, là nhà nước vẫn còn giữ lại nguyên vẹn Bảo những mái tồn, lá ngày bảo xưa, vừa là bảo tồn. bảo tồn là Bảo những tồn mái lá ngày cái xưa, nơi di tích mà của ngày xưa như thế nào thì bây giờ mình nơi bảo tồn vậy. mà lãnh tụ của chúng ta được sinh ra dưới mái lá nhà tranh. Đúng Còn rồi. bây giờ thôn quê thì phát triển quá, họ xây nhà bằng gỗ bông tê, Ở đây nó có là gỗ khu bê tông nhà á. giới thiệu sản phẩm lưu niệm. Ok, bán đủ thứ rồi. Ê, có dép râu nè mày. Đấy, dép Dép Bác râu Hồ. nè. Hiếp bên này khỏi xe chứ Hiếp. Ơi, dép râu kìa. Đi tham quan nè, đi tham quan thôi, ra ra tính đi. Rồi Ra đi mua đi cái làm vào, kỷ đi niệm. vào cúng à, đi vào cúng à. Rồi. Đi tham quan đã. Rồi ok. Đi hồi ra mua một đôi đưa về Mỹ đi. Đúng rồi. Nó chú mua một đôi đưa về Mỹ khoe với tổng thống Mỹ. Tao có dép dâu này đi đi trọn đời luôn à. Đấy. Có mua vé không? Không mua vé, có đủ, đủ hết rồi. Đây là nhà thờ. Đấy, khu nhà Ở thờ. đây có cái chữ à, không có gì quý hơn được độc tự do. Đúng rồi, chính xác. À, cái câu nói này thuộc về là một cái câu bất tử của đất nước Việt Nam mình, của Bác Hồ. Đã chưa rồi, đã chưa? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chính xác. Hồi sáng thì mình đi một trận phú là hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Đúng rồi. Con là con có một câu á, là một doanh nhân hãy đặt tổ quốc là trên hết, Đúng rồi, đúng không? Con chính có một xác, câu chính chứ xác. đấy, Làm gì làm thì làm tổ gì quốc, làm
cũng phải là trên hết. Ừ, làm bởi làm. Vì có nó thì mới có mình, có mình vậy. Mới có quê hương hòa bình thì đó. Mới mình có mới kinh doanh yên ổn làm ăn, đúng không? Đất nước thanh bình. Bây đây giờ là một cái bảng để chỉ dẫn mình vào nhà di tích nhà ông phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi. Đây là di tích nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, là ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rồi. Chú thấy khung cảnh quá là hữu tình ha. Khung cảnh không gian êm ả. Cái thứ gì vậy ông? Mọi người vào xem kênh nha, ủng hộ Cầm Nguyễn đi tham quan miền Trung. Kênh của mình không kiếm tiền, mình làm từ thiện. Quay cho mọi người biết để kêu gọi. Mà cũng không đúng, vậy là không chẳng làm từ thiện con mẹ cả, nhưng mà tại tụi tao nhiều tiền quá người ta không cần. Mình như vậy tụi nó tròn. Bởi vì tụi nó chúng nó chút là nó cũng xuyên tạc. Khó cái vậy đó. Ok, cái này nó làm bằng hô. Hiểu là... rồi, nhưng mà cái thanh này hay quá hả? Cái lan can này nè, bằng tre. Bằng tre. Ừ. Không phải tre đâu, này giả tre thôi, ta coi kỹ coi. Giả tre. Mình chú cháu mình đi quay những cảnh đẹp này quê hương. Cái này xi măng thôi nhưng mà nó giả tre, sơn bằng tre đi. Ừ rồi ok đi. Quay lại khung cảnh quê hương. Những di tích lịch sử cho bà con kiều bào ở nước ngoài về tham quan ha. Làm gì làm tao cũng thủ hai cái bó hoa mà thấy không? Đây. Ừ, có bó hoa. Đó rồi. Rồi, rồi con đi. Mua cho con mua cho bố một bó rồi. Rồi thì biết là tao biết rồi. Ừ, có đầy đủ. Ở đây thấy các chị các bà lúc nào cũng đi súng xa súng xích đi theo vào để mà dâng hoa cho bác hồ. Đúng rồi, đã chuẩn bị hoa cho chú rồi đó. Rồi đi dâng hoa rồi đó. Đó đây có đệ tử dâng hoa, dâng hoa này có đệ tử là sao lon con hay sao kìa, có gì hồi nữa nó cầm máy quay thì tao dâng hoa thế thôi. Ai cũng một bó hoa. Ở đây là nhà của ai hả? Hả? Nhà ông đây Vương à? Hoàng Mỹ. Nhà ông Vương Hoàng Mỹ. Đây là nhà hàng xóm á. Nhà đây hả? Nhà hàng xóm. Nhà Hồ Láng Giềng đấy. Đấy không? Đây là Hồ Láng Giềng. Láng Giềng nhà ông Nguyễn Sinh Sắc. Ờ, à, hàng xóm á. Hàng xóm. Ừ. Rồi ok. Đấy. Đây là nhà đây. Này vẫn giữ nguyên bản sắc là bản hôm tranh. Qua giờ tìm nhà tranh không thấy, toàn biệt thự không. Giờ thấy bây giờ kiếm ra cái nhà tranh rồi. Đi 2-3 ngày rồi kiếm không ra cái nhà tranh. Ô vườn rau nè, vườn rau như mới rau cải trồng. Nói chung là mô tả lại những cảnh quê ngày xưa thế nào, bây giờ ngày xưa trồng cải trồng rau vậy. Đúng là đúng nghĩa là tranh. Thời tao mới sinh ra thì 5-6 tuổi gì đó, tao nhớ cái nhà tranh này rõ ràng. Làm cái này để khi gió nó không có bị bay đâu phải không? Tức là khi bão nó không có bay. Dạ, dặn lại. Ok. Yeah. Ở đây. Thì mình thăm căn nhà hàng xóm trước, rồi chút xíu là mình sang thăm căn nhà của cụ. Mà... đi vào luôn chú. Cứ đi vào thoải mái. Thấy ông ta đây cũng được rồi. Ok, có một cái bàn với cái ở quê trong kia ta gọi là cái phản, đúng không? Đúng là cái phản. Rồi, mọi người vào xem. Ở đây có một cái bàn đăng nữa. Ký like nha, đăng ký kênh cho mình nha, mình để mình có động lực quay nhiều cảnh đẹp mình. Rồi ok, ở đây cho mọi người xem đây gọi là một cái buồng. Đây nó có một hôm nay Việt kiều Mỹ ở đây nó có 40 năm làm việc Mỹ, Việt kiều yêu nước giường, về thăm quê bác. Còn cái đây là nhà bếp chắc. Ui da, đây là nhà hàng xóm, đây nhà tranh nha mọi người. Nhà này là bằng tranh mía. Đây làm bằng hôm tre này, cái làm hôm tre này, cái nhà bếp, rèm tre này, các máy rèm tre, nhà bếp, đan bằng tay, rất là đẹp. Rõ ràng. Đó, căn nhà này là làm bằng tay, bằng thủ công. Đây có một cái phên phách cũng đan bằng tre nữa. Ủa, đan đẹp. Xưa. Đúng rồi. Đó, ok. Chú này cái lu này ngày xưa để đựng mật mía rồi là đựng gạo, đựng thóc. Cái này là có cái lu, cái này giả gạo. Cái cối. Cái cối giả gạo, còn cái này là cái cối xay lúa. Dạ. Còn ở đây là cái lu để mà đựng nước hay đựng gì. Rồi cái ghế này, ghế dài con đố chú để làm gì? Không biết. Để làm mộc. Tức là mình ngồi đến này, mình bỏ một cái chèn một cái cây ngang đây là mình để mình ủi bao á. Để mình bao rồi mình làm mộc, mình ngồi làm mộc trên cái cây này. Okay. Để cái gỗ nằm dọc trên này á. Ừ. Đó. Còn bên này là các cái thúng mũng này, nhà bếp này.
Thấy rồi. Đây là cái giỏ bắt cá này. Đây giỏ bắt cá này. Còn ở trong này là có cái nồi đất. Ừ. Ngày xưa nấu bằng nồi đất này. Ờ. Đấy, con nồi đất đây. Thúng đi thúng đầy đủ, có nghĩa là đây là vật dụng nhà bếp. Cái ngày xưa đó muốn cất hạt giống là người ta cất nông sản hạt cái giống này là phải là cái sỏ vô kia để quay kìa, tao thấy kìa, đó. Quay cái cối. Cái cối đó. Ừ. Còn cái chung xanh này á là người ta để đựng hạt giống và đựng nông sản. Ừ. Đựng hạt giống vào đây là không bị hư. Cho nên rồi. Cái này là phải nói là bảo tồn hàng ngàn năm, mấy ngàn năm đấy. Cái này là nền văn hóa của Việt Nam đấy. Chung xanh đấy. Chung xanh à. Ừ ừ. Cái này đừng hạt giống nông sản, đừng các cái hàng rồi, nông sản đấy. Okay. Còn cái này là đừng nhút này. Mấy cái này là cái hũ đừng nhút, đừng đừng muối. Ờ ừ. Rồi. Dạ. Đấy. Ê, cái bàn ăn này. Cái bàn ăn ngày xưa này. Đấy, cái bàn ăn này, bàn tre đó. Thấy không? Thấy không? Còn cái này thúng mũng này. Rồi, okay. Để đựng lúa này, đựng đô này. Còn là cái đang sập là sập lúa chỗ này. Đi ra. Đây có sập lúa này. Hả? Ở đây có sập lúa này. Thấy rồi. Chỉ cho chị cái sập lúa đây này. Ừ. Cái sập đựng lúa đó. Cái này là cái sập đựng lúa hả? Ừ. Bỏ lúa ở đây giữ hả? Ừ, giữ cái chuột đó. Ờ ok. Ừ. Rồi. Đi ra. Là bằng mồng 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 then, mồng then cài thế này này. Ừ, hay không? Rồi. Ừ. Đúng rồi. Ok. Tuyệt vời ha. Ở giống đây là cái vườn rau tự canh tự ăn. Ok. Có bắp chuối cái ăn được rồi. Ở đây là một cái nhà nhỏ đây, cái này là cái kho nè. Cái chuồng bò. Hả? Cái chuồng bò. Chuồng bò hả? Chuồng nuôi bò. Không phải đâu. Đấy chuồng nuôi con bò á. Phải không? Ờ đúng rồi. Thấy kho mà. Có mấy cái bừa cũng là cái kho luôn để bỏ mấy cây bừa đó. Đây còn đến cái đó bừa, là cái gàu cái gàu múc nước. Cái gàu múc nước nè. Ờ gàu múc nước, gàu tắt nước á. Ở dưới mấy có mấy cái gọi là mấy cái nia. Nia rồi để sấy lúa. Rồi. Tôi tham quan cái chút còn nhiều quá mà đi mày nghe nghe nó lâu lắm. Ừ. Đây là nhà hình như nhà cụ sinh Nguyễn Đình Sắc đấy phải. À bên kia nhà cụ Nguyễn Đình Sắc bên kia đấy vẫn là hàng xóm. Ngày xưa đường đất này, vẫn đường đất đỏ này. Đúng rồi. Ừ. Ở đây họ cắt tỉa rất ư là vuông góc rất là đẹp. Rồi. Okay. Đây là nhà. Đây cũng nhà hàng xóm luôn. Nhà hàng xóm và nhà cụ đâu? Nhà cụ bên kia. Ủa vậy mà đi rồi sao mà rảnh vậy? Con đi một lần rồi. Đi một lần hả? Ừ. Trời ơi vậy. Đi lần con giới thiệu giống như MC rồi gì? Thì bị chơi bởi vì tao mới không biết tao mới. Rồi. Đây cũng nhà hàng xóm luôn. Nhà có cái khế cái thị, có một cái thị nữa. Cái vườn là cái thị. Ờ. Thì ơi thì đó bị bà đó, bà để bà người chứ bà không ăn đấy. Ờ đây cái thị. Có một cái thị đây, cái thị cao là cái thị. Rồi. Đây cũng là nhà hàng xóm của cụ thân sinh Bác Hồ. Ừ. Rồi. Mình lướt qua đi, lướt qua đi, mình chủ yếu mình đi vô một lượt trong đây thăm nhà cụ đi. Rồi đi. Ở đâu? Đi vô đây. Đi qua nào? Đi vô đây thăm nhà hàng xóm bên đây mình sang nhà cụ. Giống nhau à, nhà bên kia cũng giống này à. À không có giàu hơn đâu. Nhiều khi nghèo hơn người khác á. Đây nè, thì đây cũng giống như bên kia thì cũng có tấm phản nè. Đó, cũng có cái sập, có cái bàn ghế tre. Bàn ghế tre thôi. Sập để ngủ. Sập để ngủ. Rồi. Có bàn thờ. À ở đây có một cái khác nữa. Nhà này giàu hơn. Nhà giàu hơn. Nhà này là có cái che mía. Hả? Có cái máy che mía đóng ấy, máy gỗ che mía. Máy gỗ che mía là đâu? Ở trong này đi vô xem. Vô xem. Nhà này có sập to này. Ờ. Sập cũng to này. Đây, nhà này có che mía này. Ở đây có một cái giường. Ở đây có cái chỗ để đựng lúa nè. Nhà cụ này bên hàng xóm của bác là làm mía. Ở đây là cái chảo nấu đường. Nhà nào cũng có cối giả lúa. Và có một cái cối xay thóc. Làm mía có nghĩa là nấu đường, nấu bằng đường. Nấu đường đây. Đây là cái đồ ép mía nè. Máy ép mía đó. Máy ép mía hồi xưa. Bỏ vô chắc là để cho ngựa, cho bò vô kéo. Bò kéo, bò kéo xoay xoay ở đây này nè. Ở đây này có cái trục. Rồi. Rồi bỏ xoay thôi, xoay là nó ép thôi. Ở đây là giống là bánh nhông á, bánh nhông này. Cái bánh răng cưa bánh nhông á. Bánh nhông là bằng gỗ hả? Bánh nhông bằng gỗ đó. Hay quá ha. Sáng tạo ha. Người Việt mình sáng tạo chứ đâu bây giờ. Văn minh mà. Đấy. Rồi. Ép rồi, ép chỗ này. Để nước chảy cũng xuống đây. Có cối đá nè, nhưng mà đặc biệt ở đây nó có mấy cái chảo để làm đường, nấu đường nè. Ừ. Cũng có lúa xay gạo nè, rồi ok, rồi được rồi. Đi qua nhà chơi ngày nhà cụ đi. Cái chính là mình đi. Nhà cụ phải ra ngoài cổng chính mới đi được. Để đi đường này không đi tắt được. Ờ vậy thôi. Qua đường này. Khung cảnh đây rất là thanh bình, chim kêu vườn hót.
đấy, vẫn là nhà tranh, vẫn là như những cái hàng hàng rào bằng cái tre gì vậy bé, tre Mình Hảo. Ở đấy là những hàng rào cái tre Mình Hảo, cây này lá chè hả, tre Mình Hảo. Ủa vậy là bức ra uống được hả, lọc không khí này, nó trong hò trong để mà làm hàng rào vì làm đẹp với lọc không khí. Người ta bây giờ trồng cây này rất nhiều để lọc cho không khí trong lành. Không uống, không ăn không uống được, nhưng mà nó có cái tác dụng là lọc không khí. Nhưng con bò nó ăn, con bò nó thích ăn cái này, con bò con dê thích ăn cái này, dê bò thích ăn cái chè Mình Hảo. Vậy thả dê nó quất hết á, thả dê quất hết luôn. Thí dụ ở đây cũng là một công viên rất là đẹp, thấy không, công viên nó đó, bài công viên là công viên luôn. Người ta thư giãn, người ta đi đây cắt cái đủ hết, xa xa tất cả là lũ lượt, người dân lũ lượt đi kìa, thấy không. Đó thế. Nó có kết hợp nhiều cái rất là hay anh chị. Ồ thấy chưa, ở trong này họ tượng trưng họ đã trồng tre rồi. Ồ có cây tre đó, bởi vậy cái đấy ngày xưa nó có sẵn này. Thì ngày giữ xưa lại. Nó có sẵn rồi. Đây đây là lối lối đi vào của phó bản Nguyễn Sinh Sắc đó. Rất nhiều khách du lịch tham quan đây, đồng bào tham quan nhà ông phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây đi vào đây nè, mình đi lối này, đi lối này, đây nè Hiếp ơi, đi lối này, đây nè, đây là cái cửa, cái cửa tối đóng lại khỏi trâu bò nó của nhà người ta trộm cắp đi vào, mà trộm mà làm bằng cây rèm này thì có chắc không. Mà nhân nó thấy ngày xưa đơn sơ thôi, nó đơn sơ thôi, đẹp vậy đó, mà nó thấy thôi, nó bò nó thấy nó cũng không ai thấy được. Mà bây giờ ở quê hương mình không có trộm, nhà con ở quê xe máy tivi dục tùm lum á, đi cả ngày không, ở đây giờ không có trộm. Mình miền khác không biết, nhưng mà như miền Trung quê không có trộm, cây đang thôi nhưng mà bằng nít mà. Không, bây giờ không có ăn trộm đâu. Bây giờ văn minh giống như nói là người Nhật chứ người Việt Nam nhiều khi còn văn minh hơn nữa. Văn minh hơn nữa. Ở đây nó có một cái trồng dây lan. Trồng dây lan. Đấy giờ các cô các cậu vào đây selfie. Hoa mình dâng ở đâu? Hoa mình dâng sang nhà thờ. Ở nhà thờ. Qua nhà thờ dâng. Ở đây cũng là cái nhà, đây là nhà thân sinh của cụ Nguyễn Sinh Sắc này, đây coi các bạn này sao, nội quy bạn này sao, lịch sử đây, lịch sử ngôi nhà phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đây. Ok, năm 2012 khu di tích Kim Liên đi. Rồi ok, đi đây là nhà của cụ, đây là nhà Bác Hồ, đây 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 là cảnh quan nhà của cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác Hồ chúng ta này. Ok rồi, đi vô, tiến vào, tiến vào. Cầm Nguyễn lần đầu tiên trong đời được vào thăm có cái cô nhà của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, nơi thân sinh ra Bác Hồ, làng Sen quê Bác. Hiệp ơi, dừng hương đây, dừng hoa đây này. Đấy mình dưng hoa đây. Dưng hoa đây. Ừ, để chờ Hiệp đưa hoa vào là mình dưng đây. Hiệp ơi, nhanh lên, nhanh chạy nhanh lên luôn. Người đông, người đến dưng hoa đông quá. Từng đoàn đông quá. Sao đi lẹ vậy? Cái đoàn đây là. Trời ơi, đi theo đây mà coi. Trời ơi. Mày đâu vậy? Đưa. Đây đây tôm. Đưa hoa đây. Qua đây. Hai chú cháu hai hoa đưa vào đây, chú dưng qua.
Rồi, để con vừa quay con đấy rồi. Rồi. Để con hòa với con chú con một bó. Rồi, bạn có. Rồi, con đi. Ê, nhờ cô và cái cô kia để sức mình luôn. Rồi, mọi người biết là Cầm Nguyễn, Việt Kiều Mỹ Cầm Nguyễn rất xúc động khi được dâng hương tại nhà cụ phó bảng của chính sách nơi thân thương ra Bác Hồ Chí Minh. Sau 40 năm xa cách quê hương, nay trở về quê hương và rất là sung sướng, rất là cảm xúc khi được dâng hương tại nhà sàn ngôi nhà của Bác, ngôi nhà thân sinh ra, lãnh tụ Hồ Chí Minh. Rồi được rồi, con ấy được rồi, con dâng hương được rồi. Đây con cũng dâng hương một bó hoa, một nén nhang thắp lên cầu mong cho đất nước thái bình. Ok, dừng cho mấy người kia. Rồi mọi người vào thắp nhang đi, ta đi xem, cũng như mong Việt Kiều Cầm Nguyễn ở đây luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc những người để đi thăm thú nhiều cái cảnh đẹp quê hương, những di tích lịch sử nổi tiếng ha. Đây cũng mong Bác phù hộ cho Cầm Nguyễn mạnh khỏe để đi thăm nhiều cảnh đẹp quê hương ha. Đúng rồi, nhiều di tích lịch sử. Ở đây mình thấy hình như đa số những người ngoại quốc vô đây nữa nè. Phái đoàn đây thì của người Trung Quốc á, người China. Rồi bây giờ phát biểu cảm nghĩ đi, khi được nói đến, chung là mình đã dâng hoa ở tới cái nơi mà Bác Hồ đã sinh sống ngày xưa. Phải đúng vậy không? Đúng rồi, vậy sinh ra mà rất là xúc động, mà bởi vì ở đây nó còn giữ được cái ngôi nhà đây là của cụ Nguyễn Sinh Sắc nè, thời là thân sinh của cụ Bác Hồ mình đấy. Vẫn còn giữ nguyên bản. Đây, y chang thì cũng vậy. Hình như ngày xưa họ cất theo nhà chữ L, dày rồi dày à. Bên kia là bếp nút. Ok. Tuy là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng mà có một trái tim yêu nước, có một tấm lòng yêu nước vĩ đại phải không? Nó là một kiệt xuất, một vị thánh văn hóa danh nhân thế giới của Liên Hiệp Quốc đã bầu chọn rồi. Mình không bàn tới chuyện nữa, mà mình chỉ bàn được là chính bố là Bác là đã được chân tới nơi dân hoa tới tận một cái nơi mà mình mong muốn tới, và hôm nay đã làm được điều đó, mình cảm thấy là mình rất là mừng và là xúc động. Thấy chưa, mỗi người dân Việt Nam như chúng con cũng thế, mỗi ngày người dân mỗi ngày lại càng yêu Hồ Chí Minh nhiều hơn, bởi vì đất nước càng ngày càng giàu đẹp, càng thanh bình, và những cái đường lối, những cái chính sách của Bác đề ra nó quá đúng, quá xuất sắc. Bây giờ bố về hôm qua tới giờ đi tìm một ngôi nhà tranh ở làng quê tìm không ra, mà tìm một người nghèo để mà phát một chút từ thiện, đúng không? 40 năm xa cách quê hương về tìm một người nghèo để phát từ thiện cũng khó mà tìm được chứ mày. Tìm được. Tìm một người vô gia cư không có hả? Khổ. Thôi được rồi. Ok, thì mình đứng ở đây để cho nó chụp hình mình đi. Đây. Bây giờ thì rất là nhiều đoàn rất ở là nước nhiều ngoài. Khách nước ngoài. Đây là người Trung Quốc. Có Việt Nam, có Trung Quốc, có Việt Nam, có Trung Quốc, có Đài Loan đủ thứ. Đây, những người đây. Còn đây là người Mỹ à? Việt Kiều Mỹ. Đó có con mình tôi à, trời. Ok. Đó đâu rồi? Kêu nó chụp hình. Sung sướng à? Chạy đâu rồi? Đây. Để quay lại một chút xíu. Không mà đứng đây, ta mày đứng đây kêu nó chụp hình. Dạ. Con đây, lấy hiệp chụp được rồi. Rồi ta đi chú, ta đi tới giờ cái ra đây, gọi đây là cái đường này. Nếu mà ra Tết chú về thì cái vườn khoai này có củ rồi. Mình có khoai ăn rồi. Nhà Bác bây giờ vẫn trồng khoai đồ giống ngày xưa luôn. Đây là sao, cái vườn của Bác này là vẫn trồng khoai, vẫn trồng y chang, nó giữ lại nguyên bảo. Nhưng mà tới mùa thu hoạch họ nhổ lên chứ, nhổ lên xong rồi trồng cái mới vô xuống phải không? Dạ. Cái này là ngắn ngày, cái này có mấy tháng ăn. 3 tháng, 4 tháng gì đấy. Ừ. Khoai lang mà. Ở đây hàng rào giấm bụt. Nhà Bác này đặt đứng nhà Bác này hàng rào giấm bụt. Đúng rồi, cái này là khoai giấm bụt nè. Đặt đó nha, ở khu này là nhà Bác là giấm bụt đó, nhà mấy kia ở nhà mấy nhà bên kia hàng xóm này là trồng cây chè ấy đó. Cái chè gì vậy? Cái chè Bình Hảo. Cái này là cây tầm vông. Cây tầm vông. Cây tre tầm vông á. Cái lá nó nhỏ. Mình trung gọi là cây chằng phai. Cái này họ đi làm mấy đoạn gánh rồi đó. Đó đoạn gánh á. Và đặc biệt là cái cây tầm vông là măng rất ngon nha, măng nhiều kìa. Măng tầm vông rất ngon. Đâu? Có măng đó kìa. Măng lên tre già, măng mọc đó có, đây nè. Thấy rồi.
Đây thấy cái băng tầm vong này đó, thấy Ừ. rồi đó. Ừ. Cứ mọc như thế, có tức là thế hệ kế tiếp có mang tầm vong để mà đánh giặc chứ. Tầm vong gót nhọn. À tao Làm có trông coi, á. tao có nghe câu đó đó. Ừ. Ok, rồi đi, rồi ok. Đây là nhà của cụ, sinh sắc là chỉ lo cuộc đời, lo đi học thôi, cho nên là cụ phó bảng Nguyễn sinh sắc là đầu đầu phó bảng hình như năm 1901 vậy. Đây là nhà bếp của cụ, nhưng mà ơi, cụ thì nó khác biệt hơn người ta. Ông Nghèo ấy hơn là à, như là nhà giáo, nhà giáo. cho nên bị đó đây không có nấu đường nấu đậu gì đây trơn. Trời, nhà bếp đây thì cũng có những cái gian tố gác, thì cũng có những cái đồ vật dụng nhà bếp thôi, cũng có này kia thôi, nhưng mà ở đây cũng rộ rá. Ừ, thế thôi, nó khác biệt một chút. Đặc biệt là những con cuội xây. Ờ, không có cối xay rồi cũng không có cái, nhưng mà cái mấy cái nhà trên thì giống nhau. Nhà mà lớn. Đây là Nhà cái ngày phên xưa phên là ngày cái xưa gạch thì măng rê nè kể đó. cái thời con ở quê mà khi chưa đi miền Nam, nhà cũng phên tách phên tre lên đây mà. Đúng Cái lúc mà rồi, bị cấm vận á, năm cỡ 86, 87, 90, 9 mấy cũng đây còn thì cũng có cũng xài đồ giống cái trang này à. cái này gọi là cái phản hay cái gì, cái ổn rồi, ngay cái này nè để mà nằm nè. Dạ. Ừ. Rồi ở đây Cái cũng giường có ngủ á, gọi là cái giường ngủ cái giường ngủ, đây cũng có á. cái giường ngủ ở nhà. Ở đây thì cái bàn chè, bàn chè, cái Ừ. bàn chè, bàn Nhưng chè mà bạn làm việc, bạn đại học á, à, đấy, bàn uống học. trà đây, học Ok, nghiên sách ở của đây là bác và cái của đồ để cụ phó bảng. lúa. Đặc biệt là nhà của bác cái củi đóng đẹp hơn đúng không, Ờ, cái sập lúa đóng đẹp hơn này, và cái củi này, củi để đồ này cũng đẹp này đúng không. Ừ, đóng đẹp hơn. ở đây nó có cái Ừ. chỗ Nhà cũng nhiều gian quá chú ơi. bên này nhiều gian rộng hơn. Ừ, nhà có phòng ngủ đồ, nói chung là nhà tranh nhưng mà trong rất là nhiều gian phòng đúng không chú, ngăn nắp đúng không. À cái chỗ này trổ qua nãy chỗ mình dân bông nè, dân hoa nè, Thì đây một cái phòng ngủ, đây phòng ngủ có nhiều phòng ốc, nói chung là này. tuy nhà gỗ đơn sơ nhưng mà rất là tươm tất, ngăn nắp ha. Đúng rồi, Ừ, xây dựng rất là ngăn nắp, mà đặc biệt nhà này, giờ nhà giàu mới có cái nhà này ở chú này, nhà tranh thì nó mát hả. Giờ nhà nào giàu mới có nhà mát này chứ đâu phải ai cũng có đâu. Làm nhà mát chịu nhiều tiền lắm, nhà Không tranh nhiều tiền phải lắm. cái nhà mát có nhiều tiền, với lại cái này là nhà tranh, với lại ở đây nó tôn tạo lại chứ, hình như là mỗi năm 2-3 năm là phải tôn tạo cái máy này lại, Cái máy này được cả đổ bên được 10 năm. 10 năm hả? À, cái máy tranh này được 10 năm. Thì Rồi trung cháu trung trai như bình, mày lớn. trung bình 10 năm. Mình tính trung bình thôi. Nhà 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 ta ngày xưa được 15 năm. lập Ngày xưa gia mình đình lập tranh được 15 năm. nhà này á, nhà lập cả biển ấy, ít nhất là phải ba à, trung bình là 30 năm. Ồ vậy ạ? Lý do? Con có những cái là lấy được 50 năm lập Cái không, cái lá, cái là lá, cái là lá. mía, là mía Lá gì? là mía Lá mía. Ừ. Lá mía. Cái xử lý ban đầu Xử lý vôi rồi đó ha. xử lý xử lý Ừ. Ngâm vôi ủ. Bác này nói là cái ủ máy này là ừ. anh lặng trong một cái nước vôi bên đấy. Rồi xong ngâm, ngâm cho nó thấm vào cho nó khỏi mới bọt. Làm được cây thì là phải là xử lý đúng thì là nó được màu, có mà có cái càng mối á thì nó lên mục. Đây là thông tin hay không? Hay quá. Vôi bị đúng rồi. Đây là có những cái nhà ở bên nhà của nơi bạn ấy, nó có cái nhà là 33 năm chưa hai. Hay Ừ. Như nhà tranh của con ngày xưa Hưng Khê á, thì con thấy ba mẹ con làm nhà tranh 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 đó đó, được 15 năm mà vẫn xài được, 15 năm là mình có thể chưa thấy vẫn còn ăn gì không ăn gì, nhưng mà nó dài lắm, nó dài lắm cứng, đó, cũng phải xử lý cũng phải xử lý muối, phải vôi đó. ủ từng đống trong này rồi nước muối được vôi vào á. Đấy, đấy là chỉ có phải nấm Ừ. quan trọng nhất nguồn vôi đó. Ừ. Đúng rồi đó. Ừ. Hay quá, thông tin hay Bền quá. bền bền Có năm chị với ba tôi làm cái nhà bếp, cùng khi đó cũng có cái điều kiện kinh tế khó khăn, Ừ. không có tính nó rẻ. Nhờ. Mà đến năm 2008 là 10, còn 15 năm nó mở ra vẫn mới tính. Ừ. À, mình phải đi vẫn mới tính. 15 năm còn mới tính. Nó chỉ mòn đi thôi. Rồi. Ừ, mưa là mưa gì mưa dội mòn Ủa, đi thôi. hôm nay cho hỏi, hôm nay những người rồi. Dạ. Anh ơi, hôm nay cho hỏi cái những người mặc áo vàng như anh là ở đoàn gì à? Tôi là cựu học sinh của trường cấp 3 đô lớn 1. Ừ. À. Ở trường đô lớn ấy. Cách Đúng đây rồi. là 25 cây. À. Kỷ niệm 45 năm nay là cái học ở đây. Rồi. Lúc đó không phải lớp 12 mà lớp 10. Đúng rồi. À, là hệ 10 lớp, hệ 10, lớp 10, ok. Ở đây, ở đây là chú Cầm là ở Mỹ 40 năm. Lần đầu tiên là về quê bác mà mong mỏi rất nhiều lần. Quê nội là ở Quảng Ngãi nhưng mà tôi sinh đẻ ở Sài Gòn, cho nên vì đó rồi ở Minnesota.
bạn lạnh lắm, ở bang ấy lạnh lắm. Pennsylvania. À đó. Rồi. Ok. 40 năm đó, Việt kiều yêu nước. Đi 40 năm mà đâu đâu là phải đi về thăm quê bác. Không, giờ lên về thường xuyên nhưng mà không có dịp ra Bắc. Mọi người lên cái kênh YouTube á, Bao Bì Nam Giang, là con là tổng giám đốc công ty Bao Bì Nam Giang. Con hay post những người yêu nước về đi thăm quê. Hôm nay con đưa chú về thăm quê đấy. Là tài trợ cho chú để được đi thăm quê bác. Thế nào hồi nãy là vào Tân Phú rồi hết mà thôi. Để quay cho mọi người ở hải ngoại, những người mà hay chống phá đất nước, thấy được quê hương mình xanh tươi, đẹp đẽ, thanh bình. Mình không làm chính trị, mình làm kinh tế thì mình có những bức hình đẹp thế này để cho mọi người hải ngoại, kiều bào hải ngoại về đây thăm quê bác. Đó, mình thu hút nhiều hơn, đúng rồi, thu hút nhiều khách du lịch ở nước ngoài về thăm quê bác, thăm quê hương miền Trung, ăn mực nhảy vùng Áng hay là Cửa Lò ha. Đó. Đấy, chú về nói là tao 72. À, hôm qua tới giờ là chú nói là tao đi tìm một ngôi nhà tranh ở làng nhà mày mà không thấy. Nói chú là yên tâm, ngày mai con đưa đi có chỗ có nhà tranh là đây. Đi ra ngoài sân mình quay cho sáng ở đây rồi, hơi tối. Con quay đây là một cựu học sinh của một trường ở Nam Đàn Nghệ An, hôm nay tập trung về thăm quê bác. Đấy. Ở đây thì rồi. Hay cứ đến kỳ thì các học sinh, các cựu giáo viên, các những cơ quan nhà nước và học lớp, lớp học lớp lớp liền vô đây hết. Ok, chào anh. Rồi bạn đi lại bạn ơi. Đứng hướng đón lại chú. Rồi 1 2 3. 2 3. Ok. Đây con quay vào trong hình ảnh có luôn rồi đó. Dạ. Nhà tưởng niệm. Đấy. Ở đây chỗ nào cũng đẹp, đặc biệt đây là cái nhà đền thờ. Đúng rồi, đền thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng rồi, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đây rất là đẹp, ở đây nó cái ở đây chơi cả ngày cũng được ha. Quê của Việt Nam mình á, dưới nó khoái khoái sen rồi. Đây đi khắp nơi luôn. Đây đây là trước mặt của cái ngôi đền thì nó có cái gần như là 1 2 3 4 hoa sen đó. Đây là nhà khu tưởng niệm của Bác Hồ. Hai bên có hai căn nhà gì không biết, nhưng mà để mình coi thử coi. Thì coi bên tay trái trước. Dạ. Mình để coi cái này là cái gì. Ở giữa là nhà thờ chính. Cái này là chỗ gì? À, hai bên là nhà lưu niệm, nhà trưng bày. Nhà trưng bày. Đi vào chú. Vào xem. À, nhà lưu niệm. Nhà lưu niệm, nhà trưng bày số 1. Bỏ giày dép ngoài. Ok. Đầu tiên thì mình tới đây. Hả? Đây. Những hiện vật. Đó, ở đây đầy đủ luôn. Các cái khu trưng bày. Trưng bày đầy đủ. Các cái sách vở của cụ Nguyễn Sinh Sắc học cũng có luôn.
Ta đi chú ơi. Ta đi tham quan đã kịp, con ra sân bay nữa. Đi à? Ừ, đi. Ok. Thôi mình chỉ liếc sơ qua ở đây hiện khu hiện vật của bảo tàng Bác Hồ. Đáng lẽ mình đi ngày hôm qua mà không mưa, đi hôm qua thì thoải mái hơn. Rồi bây giờ mình chắc chuẩn bị đi ra sân bay rồi. Ok. Tạm biệt nha mọi người. Bây giờ mình đi sang bên này là khu nhà thờ chính. Đây là khuôn viên xung quanh đền thờ Bác Hồ tại làng Sen và khu lưu niệm các kỷ vật của gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc. Đấy. Xung quanh được người dân chăm sóc thật ưa chi là đẹp. Đấy. Hôm nay Việt Kiều Mỹ Cầm Nguyễn thấy về cảnh sắc quê hương và được người dân chăm sóc từng chi tiết đúng không? Ừ. Đấy. Những cái cây này cũng được người dân chăm sóc ở trong cái chậu này này mà nó tốt thế này đấy, là cái công sức mà chăm bón cũng rất là nhiều. Các cái công trình này được làm bằng đá chú ạ. À? Rất là bền. Đấy, công trình làm bằng đá này là có bền hàng ngàn năm. Đấy. Còn cái nhà này thì được làm bằng gỗ này, con voi bằng gỗ. Đấy, hai bên có hai cặp tượng tượng voi đó. Đấy. Hôm nay thời gian cũng không có nhiều cho nên cũng quay sơ bộ một chút xíu về cái khu tưởng niệm làng Sen quê Bác. Và đây là vào cái đền thờ. Đấy, đây là vào đền thờ nhưng mà đây có quốc kỳ. Là quốc kỳ. Còn bên này là một chiếc xe. À, đây có trống đồng. Ở đây là cái trống đồng ha. Ừ. Trời ơi. Trống đồng này thì mới đục mới à. Nội cổ Thanh Hóa. Cổ vật mà. Ừ. Bảo tàng cổ vật Hoàng thành Thăng Long. Ok. Ừ. Rồi. Đây trống đồng. Đây là bức tranh quốc hoa, quốc quý. Đây có cái xe cổ. Của cái xe này hình như trắc xong hay cái gì không biết. Xe đưa đón Bác Hồ. Xe Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương. Ừ. Yêu còn không. Đây. Chiếc xe biển số BA 400. Mai mốt về hỏi tụi bay biết cái xe Bác Hồ biển số bao nhiêu ha? Nhớ nha, 400 nha. BA 400 nha. Rồi. Xe Jeep ha. Đấy. Xe bình xe để bác đi lại. Còn đây là hai cái bình gốm bát tràng. Rồi. Ưa chi là khổng lồ. Còn cái nhà đền nhà thờ này thì thôi. Làm gì? Khỏi nói. Khỏi chê luôn. Ồ, cột kèo rồi bằng gỗ hết mọi người. Rồi, ok. Cái này công trình để lại cho con cháu hàng ngàn đời chú ha. Đúng rồi. Xây dựng thế này để muôn đời muôn kiếp. Trời ơi. Bây giờ mong sao các thế hệ trẻ phải chăm học, chăm làm đúng không? Theo như lời bác nói là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Ở như doanh nghiệp tụi con nhận một con người đầu tiên là cái thái độ. Đúng rồi. Thái độ học tốt nhưng thái độ phải tốt. Thành khẩn, trung thành, trung thực. Phải năng nổ. Phải năng nổ. Trung thực, trung thành. Nhiệt tình với công việc. Nhiệt huyết. Thôi mới mới có thể làm việc được. Nhiều lắm. Nhiều để làm một người tốt khó lắm. Ừ, cho nên có nghĩa là phải nhiệt tình rồi xong rồi nhiệt huyết và nhiệt huyết rồi sáng tạo nè, rồi phải phụng sự cho công ty một cách hết mực, có nghĩa là sáng kiến rồi tất cả những cái phải vận dụng đầu óc thì lúc đó mình mới thấy được. Yeah. Thế còn bị giống y chang như cái robot thì sai đâu làm sau này đó còn thì, một cái khu đền thơ nữa. Và này đâu cho vô. Cho nên cái vấn đề học vấn, học thức và giáo dục con người là rất là quan trọng. Đặc biệt là người Việt Nam thì phải đưa cái nền học vòng tròn nho giáo văn hóa giáo dục thì nó sẽ văn hóa giáo dục thờ ông bà, thờ tổ tiên và cha mẹ đi thưa về trình kính trên nhường dưới. Ừ, nó rõ ràng như vậy chứ không phải kiểu bởi vì nó có một cái chết cha không quay phim chụp ảnh trong nhà tưởng niệm. À, trong mới đi ngoài được. Ở ngoài thôi ok, nhưng nhà tưởng niệm này không có quay phim được. Ok, đấy thôi. Ở đây thủ được pháp mà. Khuôn viên rộng bao la chi xứ. Thế thì hôm nay mình chỉ tham quan một chút xíu thôi. Xíu thôi, không đủ thì giờ. Không đủ thì giờ. Thôi mình về đi. Mà rộng quá. Rộng quá. Mà okay. Đẹp quá.
À, có dịp mình ra nữa. Có dịp ra nữa. Lần sau thím về thím về Việt Nam này chú dẫn thím ra đây chơi tiếp rồi, ha. Nhưng mà cũng không phải có mày à. À có, có biết được nào mà. Ừ, có luôn. Quá trời là bự thấy không? Ôi trời, còn ôm thử nó ôm coi. Ê, ê, mày chụp hình cho tao ôm đó, vui đó. Nè tao mày chụp vậy nè. Mày đứng ngoài kia mày chụp vô. Đấy, hôm nay ngày chủ nhật nên khách tham quan rất là đông. Đấy. Nói chung cảnh vật xung quanh ở đền thờ Bác Hồ và làng Sen quê Bác á, nó rất là hiền hòa, rất thanh bình, rất là trong xanh. Đẹp từng cm. Đi chú. Đi, ta đi hành quân. Sao? Còn tiếc nuối gì nữa? Không phải nó chụp để cái gì ta. Đây con có mà lo gì, đây có rồi. Chuyển cho. Đi. Mọi người đang trong giờ này. Theo đi. Chân Công Nguyễn này. Công Nguyễn giờ mê mẩn cái khung cảnh ở đây rồi. Đây luôn rồi. Đường này à? Đường này bên này. Đây, đường này chú. Đường này. Quay cho mọi người thấy cảnh đẹp ở đây. Dấu chân Cầm Nguyện. Ôi đi ra cái này. Được, đi ra này, đi thẳng ra này luôn. Đi được luôn hả? Ừ, đi luôn. Ờ, ok. Xong rồi, coi như mình đã hoàn tất cái nhiệm vụ mà mình đã ao ước từ lâu, đã đi tham quan nơi Nam Đàn Nghệ An quê Bác. Và đi thăm nhà thờ của Bác rồi tất cả những công trình phụ, những cái nhà máy tranh ngày xưa của cụ Nguyễn Sinh Sắc rồi mình đã đi tham quan rồi. Ok, vậy là coi như mình cũng đã mãn nguyện. Thực sự là mình hên. Ngày hôm qua tao sợ bữa nay nó mưa nữa, mưa nữa là chết. Con cũng sợ mưa như mà hôm qua. Mà đúng ra là coi như trời không phụ lòng người. Bữa nay nó không mưa buổi sáng, rồi ra mình tranh thủ mình đi rất là sớm. Vì cho đó ra mình được tới này thì ok. Mà trời đẹp nữa, hôm nay trời mát nữa. Đúng trời mát, ok. Hôm nay là mát mẻ nữa. Chú nói khung cảnh đây đẹp, có thua gì bất kỳ nơi nào trên thế giới đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta hơn các nước đó là một màu xanh. Ở đâu cũng xanh lè hết. Ở đây cây cối thoải mái luôn. Chúng ta có một màu xanh.